Đọc cả nghìn câu vô nghĩa, nghe cả nghìn câu vô nghĩa, chẳng bằng đọc được một câu, nghe được một câu mà lòng bình yên và cuộc đời từ đó đổi thay mãi. Giữa muôn nghìn lời tổn thương, có một lời nói đủ sức dựng lại niềm tin đã đổ vỡ từ rất lâu trong lòng là có thật. Có những lời nói như ngọn nến, bé nhỏ thôi, nhưng cũng đủ mang ánh sáng và hơi ấm lấp đầy trái tim đã bị tổn thương và hoang lạnh từ rất lâu. Rồi ai cũng có cho mình một câu nói ấm như ngọn nến, cất cẩn thận trong lòng như báu vật, mang theo đến cả đời, những lúc bất an lại đem ra ngắm nhìn, mỉm cười rồi bình yên. Giữa cuộc sống đông đúc này, đâu đó vẫn có những con người bình thản và vững chãi như cây đứng trên vách núi đá, để níu vào, không bị rơi xuống vực sâu lòng người đầy toan tính. Cũng là con người, cũng là lòng người, cũng là lời nói, nhưng đôi khi là điểm tựa, nhiều khi là vực sâu. Đừng bao giờ nói những lời tổn thương. Khi nói lời tổn thương với người, người sẽ tìm lời tổn thương hơn để đáp trả lại. Ta cố tìm lời tổn thương hơn, người cố tìm lời tổn thương hơn. Ai cũng cố mài sắc lưỡi dao trong lòng mình để tìm cách cắt vụn bình yên trong lòng người khác. Có người nào đi qua thế gian này cả đời mà không chạm vào ai? Nhất định là không có. Một ánh mắt dữ, một lời nói ác cũng đủ làm lòng người động đến tận tâm can. Một lần bội tín, một lần vô cảm cũng đủ mài mòn chân thành trong lòng người. Và người cũng chính là ta. Sau mỗi lần va chạm, ma sát với cuộc đời, nếu lòng người là dao, sẽ sắc bén thêm một tí, sẽ đáng sợ thêm một tí, khi chân thành trong lòng đã mỏng bớt đi. Nếu lòng người là ngọc, sẽ sáng hơn, sẽ tròn thêm, sẽ trọn vẹn hơn sau mỗi ngày. Cuộc đời muôn đời nay vẫn vậy, bất an, vô thường và khó lường. Có người lòng như dao, có người lòng như ngọc. Hạnh phúc và khổ đau của mỗi người bắt đầu từ đó. Từ chính trong lòng mình, từ cách chúng ta định nghĩa những va chạm giữa mình với cuộc sống bên ngoài là tổn thương để đau hay cơ hội để hoàn thiện. Tác giả: Vô Thường.